buổi truy tìm nhân vật có tên độc lạ nhất tại nghĩa trang thú cưng. Ôi trời, cái này tên là Bùng nha mọi người. Bạn mèo chiến này chắc là cùng tên với nhiều người lắm đây. Và quán quân thì mình nghĩ là không bạn nào có thể vượt qua cái tên bạn cứt này được. Bạn đã bao giờ tham quan nghĩa trang thú cưng chưa? Trong đây có rất nhiều thông tin như tên tuổi và thậm chí lý do mà các bé không may qua đời nữa. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi truy tìm ra bé nào có tên độc lạ nhất tại đây. Còn ít tuổi nhưng mà bạn cục sắt này là bị mất là do chui vào lồng máy giặt. Và gia đình không biết, không để ý. Rất là thương em luôn. Trời ơi, bạn này tên kêu như chuông luôn. Vũ Võ Văn Táo luôn. Bạn này tên còn là Đùm nha. Trời ơi, mình cảm giác mỗi lần gọi em ý mà muốn ná thở luôn á. Ngoài những cái tên lạ lạ như Bụm, Chiến thì cũng có các quả tên xuất sắc như Vũ Võ Văn Táo, nghe chiến thật sự. Còn báo thủ cục sắt này thì mất do chui vào máy giặt. Vậy nên mọi người nhớ cẩn thận kiểm tra kỹ máy giặt trước khi giặt nhé. Và đây là cái tên đạt giải nhất ngày hôm nay. Nghe thôi đã thấy có mùi bốc lên rồi. Và quán quân thì mình nghĩ là không bạn nào có thể vượt qua cái tên bạn cứt này được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.